Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đội Sinh Trung, đơn vị Thạch Thất mang khối đỏ, gặp đôi Trần Việt, câu lạc bộ Vật Cát Quế mang khối xanh, 12 đô và giờ giới nghe trọng tài chính xe này. Trong chương trình tham gia giải hội vật năm nay,
câu lạc bộ Hồng Hà đã tài trợ vào ban tổ chức hai cổ vũ cho các câu lạc bộ Hồng Hà và câu lạc bộ Cát Quế. Vâng, xin cảm ơn. Cát Quế gặp ông Trần Quốc Hải, mặc có xanh mai xanh của câu lạc bộ Vật Sơn Đồng, xin mời Hang Đô vào giữa sới nghe trọng tài chính xe này. Hang Đô bắt tay thân ái đoàn kết trước khi thi đấu. Hang Đô bắt tay trọng tài chính. Hang Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Ra ngoài sới. Xin mời Hang Đô vào giữa sới. Hang Đô chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Sau trận đấu này ở lều số 13 là đến trận đấu giữa ông Đô Văn Nam câu lạc bộ Vật Cát Quế và Đô Như Duy câu lạc bộ Vật Hồng Hà. Xin mời hai đội chuẩn bị. Thôi. Bằng một miếng lật ngửa, ông Đô Nguyễn Văn Phú thuộc câu lạc bộ Vật Cát Quế đã thắng. Xin mời Đô Phú vào nhận lèo. Ở lèo số 13, xin mời ông Đô Văn Nam câu lạc bộ Vật Cát Quế và Đô Như Duy câu lạc bộ Vật Hồng Hà lên sới thi đấu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển giao công nghệ và thiết bị khoa học Đại Dương ủng hộ ban tổ chức giải 1 triệu đồng, ủng hộ vào đền vật 1 triệu đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo doanh nghiệp Hồng Nhung chuyên sản xuất nước tinh khiết đóng bình từ năm 2014 đến nay. Sản phẩm đã được Sở Y tế thành phố công nhận nước đóng bình tinh khiết. Doanh nghiệp Hồng Nhung tài trợ toàn bộ nước uống tinh khiết sử dụng trong 3 ngày lễ hội. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn doanh nghiệp Hồng Nhung đã tài trợ nước tinh khiết cho ngày lễ hội. Để đảm bảo thời gian, chúng tôi xin mời Đô Văn Nam và Đô Như Duy lên sân thi đấu. Sau các vật ở lèo số 13 sẽ là kèo vật nữ biểu diễn Cấm Thị Hồng và Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển quốc gia. Các đôi vật nữ chuẩn bị trang phục. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ở lèo số 13 Đô Văn Nam, đơn vị Cát Quế, Phố Đỏ gặp Đô Như Duy, câu lạc bộ Vật Hồng Hà, Phố Xanh. Mời hai đô vào trận giới nghe trọng tài chính xe này. Thank you.
đấu này, chúng tôi xin mời nữ vận động viên Cấn Tất Hồng và Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển quốc gia lên thi đấu. Thank you.